Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chuyên mục An ninh Kon Tum hôm nay, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi phần tin về công tác xây dựng lực lượng và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Phần cuối chuyên mục là phóng sự Công an Kon Tum nỗ lực bảo vệ môi trường. Sau đây là nội dung chương trình. Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống ma túy. Tham dự có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức nhằm kịp thời đánh giá tình hình, kết quả đạt được, phát huy những ưu điểm và khắc phục ngay những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống ma túy trong thời gian qua. Tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum, tham dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trong Công an tỉnh và một số ban ngành có liên quan. Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ ngành, địa phương, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, triển khai thực hiện các hiệp định song phương, đa phương và các bản ghi nhớ hợp tác phòng chống ma túy với các nước trên thế giới, nhất là các nước có chung đường biên giới. Công tác phòng chống ma túy năm 2022 đã hoàn thành đa số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra. Các lực lượng chuyên trách đã phát hiện, bắt giữ hơn 26.000 vụ và hơn 41.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 800 kg heroin, hơn 6 tấn ma túy tổng hợp, 867 kg cần sa và hơn 1 tấn ma túy khác. Các lực lượng chuyên trách của Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan đã phối hợp, hiệp đồng hiệu quả, phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Từ đó, đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, kiên quyết không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế. Các tham luận tại hội nghị đã đánh giá khá toàn diện kết quả đạt được, đồng thời xác định những khó khăn, đặc biệt là ở cơ sở và nêu lên những giải pháp để thực hiện công tác phòng chống ma túy hiệu quả trong thời gian tới. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và chương trình công tác của Công an tỉnh, vừa qua, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức tập huấn điều lệnh huấn luyện quân sự võ thuật Công an Nhân dân năm 2023 cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng. Tại buổi khai mạc, đồng chí Thượng tá Lê Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã yêu cầu các đồng chí tham gia lớp tập huấn lần này phải có nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của đợt tập huấn năm nay. Quá trình tập huấn phải nghiêm túc, đúng nội dung, thời gian, tránh hình thức. Qua đợt tập huấn, các đơn vị phải tạo được khí thế mới, chuyển biến mới nhằm thực hiện tốt công tác điều lệnh quân sự võ thuật Công an Nhân dân, từ đó tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc chấp hành điều lệnh Công an Nhân dân trong toàn Công an tỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Qua thời gian huấn luyện 10 ngày, với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, hơn 90 học viên đã được kiểm tra các nội dung về điều lệnh, võ thuật và bắn đạn thật súng CZ-75 và súng tiểu liên AK. Kết quả, 100% các học viên đều đạt các yêu cầu mà ban huấn luyện đã đề ra. Đây sẽ là các hạt nhân nòng cốt để duy trì và thực hiện công tác tập huấn điều lệnh và huấn luyện quân sự võ thuật cho công an các đơn vị địa phương. Nằm trong chuỗi các hoạt động của Tháng Thanh niên, sáng ngày 10 tháng 3, tại khu Liên hợp Thể thao Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện năm 2023. Chương trình Hiến máu tình nguyện đợt này đã thu hút hơn 100 đoàn viên của các đơn vị trong Công an tỉnh tham gia. Sau khi kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm máu, chương trình đã thu được 110 đơn vị máu. Số máu này sẽ được đưa vào ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Chương trình Hiến máu tình nguyện là hoạt động thường niên đầy ý nghĩa nhân văn, khẳng định vai trò xung kích đi đầu của thế hệ trẻ, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản do 9 bị cáo gây ra gồm Trần Văn Hòa, Siêu Nhân, Ngô Văn Thịnh, A Tú, Thông, Võ Minh Thi, A Quý, Trần Quang Vũ, A Pi đều trú tại thành phố Kon Tum. Tòa Nhân dân thành phố Kon Tum tuyên phạt các bị cáo với mức án từ 15 tháng tù đến 7 năm 6 tháng tù giam. Theo cáo trạng,
đầu tháng 2 năm 2022 để có tiền cho cả nhóm tiêu xài và ăn nhậu. Trần Văn Hòa khởi xướng, rủ Thi, Vũ, Siêu Nhân, Thông đến quán Beer Club Dragon do chị Trần Thị Thanh Tuyền làm chủ để đe dọa, gây áp lực cho nhân viên, đuổi khách không cho quán hoạt động. Với mục đích yêu cầu chị Tuyền phải đóng tiền bảo kê mỗi tháng 40 triệu đồng và chiêu đãi một bàn tại quán vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật để cả nhóm ăn uống, hút thuốc, nghe nhạc mà không trả tiền. Đến tháng 3 năm 2022, Siêu Nhân tiếp tục rủ thêm A Quý, A Pi, Ngô Văn Thịnh cùng tham gia nhóm để cưỡng đoạt tài sản của chị Tuyền. Tính từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2022, các đối tượng đã chiếm đoạt của chị Tuyền 173 triệu đồng. Căn cứ mức độ, hành vi vi phạm, kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo từ 15 tháng tù đến 7 năm 6 tháng tù giam. Trong đó, bị cáo Trần Văn Hòa với mức án cao nhất. Kon Tum là tỉnh phía Bắc của Tây Nguyên, là nơi có nguồn tài nguyên rừng phong phú và đa dạng. Tổng diện tích đất rừng hơn 609 ha, tỷ lệ độ che phủ 63%. Nơi đây còn là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật có giá trị như sâm ngọc linh, trầm hương, pơ mu. Có hơn 100 loài thú, 350 loài chim có giá trị và quý hiếm như gấu, sao, trĩ. Và một điều đặc biệt ở Kon Tum, nơi đây vẫn còn những cánh rừng nguyên sinh mang vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ. Rừng vừa là tài nguyên, vừa là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng của tỉnh nhà, vừa là yếu tố quan trọng bậc nhất của môi trường sinh thái, đóng góp vào giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình trạng khai thác rừng trái phép, lấn chiếm đất lâm nghiệp để trồng cây công nghiệp lâu năm ngày càng gia tăng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Nhu cầu đất ở, khai thác gỗ làm nhà ngày càng gia tăng, dẫn đến tình trạng diện tích rừng ngày càng bị phá hoại và thu hẹp. Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hành vi hủy hoại rừng, khai thác lâm sản trái phép. Nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương trong lĩnh vực lâm nghiệp theo tinh thần quyết liệt, kỷ cương, chính xác, kịp thời và hiệu quả. Từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 9 năm 2022, có 146 vụ với 203 bị can liên quan đến các án vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, án hủy hoại rừng. Điển hình vào năm 2020, tại huyện Con Plong đã xảy ra hai vụ việc được dư luận quan tâm. Các đối tượng đã lợi dụng địa bàn giáp danh giữa huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum và huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện hành vi phạm pháp. Đó là vụ vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại tiểu khu 440 thuộc lâm phần do Ủy ban Nhân dân xã Bờ Ê, huyện Con Plong quản lý với khối lượng gỗ hơn 40 mét khối. Và vụ xảy ra tại tiểu khu 495 thuộc lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Con Plong quản lý với khối lượng gỗ hơn 81 mét khối thuộc địa giới hành chính xã Hiếu, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Bắt giữ được 21 đối tượng liên quan đến vụ án. Trong số các vụ án điều tra thì cái khó khăn nhất là hai vụ án xảy ra tại tiểu khu 495 của xã Hiếu giáp ranh với xã Ba Sa của huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi và vụ án xảy ra tại tiểu khu 440 thuộc xã Bờ Ê cũng giáp ranh với xã Ba Sa của huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Hai vụ án này được tập trung chỉ đạo từ Thường trực Tỉnh ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng như Thường trực Huyện ủy. Chính vì vậy,
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Công Mơ Long cũng đã tập trung toàn bộ lực lượng để tiến hành điều tra. Hay điển hình tại huyện Đắc Tô, vào đầu tháng 2 năm 2020, Trần Văn Chiến đã thuê một số đối tượng vào rừng thuộc xã Đắc Rơ Nga, huyện Đắc Tô, khai thác gỗ rổi bán lại cho Chiến với giá 8,7 triệu đồng trên một mét khối. Trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 2, các đối tượng đã mang xe máy độ chế, cưa và một số vận dụng khác vào tiểu khu 277, lâm phần của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đắc Tô, chặt hạ gần 36 mét khối gỗ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Trong vụ án này, Trần Văn Chiến là người chuyên thu mua gỗ trái phép của lâm tặc và bán lại cho các đầu nậu khác, có sự cấu kết, móc nối thường xuyên, gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng. Các đối tượng phá hoại tài nguyên rừng đã được đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Trước tình hình đáng báo động về cạn kiệt nguồn tài nguyên rừng, ngày 31 tháng 5 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngay sau đó, Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng thực hiện đề án. Đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng và toàn thể đoàn viên thanh niên Công an tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh và đoàn viên thanh niên đã vượt hơn 4 km đường rừng để đến tiểu khu 568 có độ cao gần 1.140 m thuộc xã Chửa Reng, thành phố Kon Tum để trồng 350.000 cây xanh gồm keo, thông và cây bạch đàn cự vĩ trên diện tích 20 hectare. Qua hoạt động đã góp phần giảm thiểu những ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu gây ra, đồng thời kêu gọi tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn nêu cao tinh thần và trách nhiệm trong bảo vệ môi trường. Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm cao của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an trong tỉnh trong buổi lễ phát động ngày hôm nay với số lượng 350.000 cây được trồng tại 20 hectare trong chương trình lần này sẽ là sự khởi đầu tốt đẹp cho phong trào trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tiếp tục hưởng ứng đề án, ngày 24 tháng 8 năm 2022, Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục tổ chức chiến dịch trồng rậm 10 hectare cây xanh tại khu vực mà lực lượng Công an tỉnh đã trồng năm 2021 thuộc xã Chửa Reng, thành phố Kon Tum. Để trồng rậm 10 hectare cây xanh theo kế hoạch, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh mỗi ngày cử 40 đoàn viên thanh niên tham gia trồng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Chiến dịch ra quân trồng cây xanh năm 2022 đã hoàn thành trong thời gian 10 ngày. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Kon Tum đã cố gắng để thực hiện các mục tiêu mà lãnh đạo Công an tỉnh giao phó, trong đó có việc cùng với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tại đề án trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ, qua đó góp phần từng bước nâng cao chất lượng, cũng như là phủ xanh đất trống đồi trọc, cải thiện cảnh quan môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong góc độ địa phương thì chúng tôi đánh giá rất là cao về cái tinh thần tuổi trẻ của cái đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Kon Tum. Mặc dù là cái thời tiết rất là khắc nghiệt, thất thường, rồi địa hình rất là khó khăn, nhưng mà với sức trẻ thì đoàn viên Công an tỉnh Kon Tum đã cố gắng nỗ lực gấp đôi, gấp ba mới thực hiện tốt được cái công tác trồng rừng. Qua những việc làm cụ thể, thiết thực, lực lượng Công an tỉnh Kon Tum đã thể hiện quyết tâm đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực chung tay cùng cộng đồng, hưởng ứng tích cực vì một môi trường sống xanh, lành mạnh ngày hôm nay và mai sau. Đảng và Chính phủ luôn có quan điểm, định hướng nhất quán và xuyên suốt về vai trò quan trọng của rừng và ngành lâm nghiệp đối với sự phát triển bền vững của đất nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và quốc phòng an ninh. Và để nguồn tài nguyên rừng được bảo vệ, bên cạnh công tác đấu tranh xử lý của lực lượng công an thì rất cần sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành.
Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục An ninh Kon Tum hôm nay. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.